Chào các bạn, hôm nay thì tôi hướng dẫn mọi người cài đặt cái công cụ SQL Server 2017 bản XFS để mình có thể phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Thì đây là cái bản mà được cung cấp miễn phí của Microsoft và các bạn vẫn dùng các tính năng của nó bình thường. Sau này thì khi mà các bạn quen rồi thì mọi người có thể sử dụng những cái tính năng cao cấp bằng cách là chúng ta cài và đầy đủ. Về cơ bản là chúng ta dùng bản này là rất ok rồi. Thì mọi người có thể vào cái link này hoặc các bạn gõ cái từ khóa SQL Server 2017 XFS để mình được tìm kiếm và mình download về. Sau khi download về thì chúng ta sẽ có một cái file như này, các bạn nhìn qua chút nhé. Và sau khi có file đấy thì mình sẽ thực hiện cái việc cài đặt thôi. Đây ví dụ như ở đây tôi đã download về và trong cái ổ cài của tôi nó sẽ có một file này. Mọi người nhìn thấy là có một cái file là SQL Server 2017. Chúng ta sẽ kích nút vào để nó sẽ chạy admin. Sau đó các bạn click vào Yes. Bộ cài này là bộ cài trực tuyến nên là các bạn sẽ cần phải chờ một chút để nó thực hiện. Sau đó đây thì có cái gói basic, gói custom và download. Cho nên mọi người sẽ kích vào cái phần chúng ta sẽ cài basic trước, sau đó tí mình sẽ cài tool, sau đó mình sẽ kích vào cache. Ở đây thì mọi người có thể chọn cái thư mục mà để chúng ta cài đặt, thì mặc định thì các em có thể để thực hiện cái việc trong cái thư mục là OC program file, chúng ta kích vào enter. Thì sau khi click thì nó sẽ download cái bộ cài về, thì các bạn cứ để chờ nó để nó download hết rồi và chờ chúng ta sẽ thực hiện theo từng bước. Sau khi download xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chờ để chúng ta cái SQL Server nó cài đặt. Tùy theo từng máy thì các bạn để ý là cái việc là quá trình cài đặt này của mình có thể nhanh hay chậm, thì mình sẽ chờ đến khi mà nó hoàn tất.
Sau khi ok thì các bạn sẽ kích vào, chúng ta sẽ cài công cụ và cách là install HSMS. Ở đây thì nó hiển thị ra cái link download, các bạn không muốn thì mình tắt đi. Ok, thoát. Sau đó chúng ta trở lại cái chính cái công cụ này và chúng ta lại ra admin. Yes. Xong mình kích vào download media. Ở đây mình sẽ tải cái, ở đây nó có trong này nó là cái local này. Cái này chắc mình phải download trực tiếp rồi. Thì các bạn nhìn thấy nó ra một cái link để các bạn download cái công cụ để giúp chúng ta có thể quản lý và khai thác cái Echo Server. Các bạn kích vào đây để cho download. Đấy, chúng ta sẽ xếp chờ khi mà download thành công. Sau đó ok thì các bạn sẽ ra được cái công cụ này và chúng ta sẽ cài đặt cái công cụ download này. Chúng ta chuột phải và chúng ta ra admin. Đấy, các bạn phải chọn yes. Sao bạn cứ kích vào cái phần intro. Chúng ta sẽ chờ đến khi một cái công cụ này nó cài đặt thành công là ok. Sau khi ok thì các bạn sẽ restart để chúng ta tiến hành chúng ta tí tôi sẽ dùng cái công cụ này tôi kết nối vào đây bên ok. Sau đó ok rồi thì các bạn sẽ chúng ta sẽ mở cái công cụ của chúng ta vừa cài ra, các bạn sẽ vào Windows, sau đó mình sẽ tìm đến cái công cụ Echo Server mình vừa tạo ra.
Thì các bạn nhìn thấy nó có công cụ là Microsoft Azure Service Management này. Đây là cái tool, cái công cụ để giúp chúng ta có thể kết nối và làm việc với database. Các bạn kích vào nó để nó test thử xem là cái việc cài đặt của chúng ta đã thành công chưa. Sau khi được rồi thì các bạn sẽ chỉ cần kích vào Connect. Nếu mà chúng ta kết nối vào được cái database thành công là ok. Sau này mình có thể đăng nhập với cái tài khoản SA nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần test là mình cài đặt thành công là ok. Thế sau khi mọi người nhìn thấy giao diện này thì xin chúc mừng các bạn là mọi người đã cài được cái thằng SQL Server thành công. Và sau này trong quá trình mà dạy thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta có thể thực hiện cái việc là kết nối bằng cái tài khoản SA. Thì bình thường khi mà cài mặc định này thì chúng ta đang không kích hoạt cái tài khoản SA và chúng ta phải sử dụng cái cách thức khác để cho đổi. Đấy, mọi người để ý cái này thì như vậy là ok. Mình đang vào ở chế độ là Windows Authentication. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn cài đặt thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.